sư giảng về quyển kinh Pháp Cú. Đây là quyển kinh Pháp Cú của thượng tọa Trí Đức dịch, do dịch ở trong cái bản chữ Hán. Thì quyển kinh này nó gồm hết thảy là 26 phẩm, trong đó có 423 câu. Thì như hôm rồi tôi đã giới thiệu sơ qua gì trong bốn bộ A Hàm, tức là bốn bộ kinh căn bản giáo pháp tiểu thừa, để trong đó chúng ta đã học lượt qua. Mà muốn nắm được cái trọng yếu một cách dễ gọn thì chính cái quyển kinh Pháp Cú này gom những cái trọng yếu đó bằng những câu văn hết sức là gọn, thì chia từng câu một, để chúng ta khi nghe câu kinh này có thể nhớ được và có thể thực hành được một cách dễ dàng. Chứ nếu học nguyên bài kinh dài thì chúng ta có thể quên đi. Chứ còn những bài kinh ngắn ngắn như thế này và dễ nhớ mà nói đầy đủ những cái ý mà trong bốn bộ A Hàm. Vì vậy cho nên kinh Pháp Cú thường các cái vị mà học cẩn thận thì người ta có thể học thuộc lòng từng câu để mà áp dụng. Nhưng ở đây chủ trương chúng tôi cũng không chủ trương học thuộc lòng, mà chỉ cần cho quý Phật tử biết ý nghĩa từng câu từng đoạn để rồi mình thực hành trong cuộc sống của mình, gọi là tu tập trong hiện tại. Trong hai mươi mấy phẩm này, tức là 26 phẩm này, thì chúng tôi sẽ giảng từng câu ở đây đề ra, đứng ra các cái chỗ khác giảng kỹ thì người ta dẫn lịch sử của một cái đoạn kinh đó xuất xứ từ đâu và sự tích câu chuyện xuất xứ đó. Nhưng ở đây chúng tôi chỉ chú trọng cho tất cả quý vị nghe hiểu nhớ mà tu, tức là nghe một câu kinh Phật rồi đem ra áp dụng để tu hành trong hiện tại nó có lợi ích hơn. Chứ nếu mà giảng dài dòng quá chắc không có lợi bằng. Vì vậy mà ở đây chúng tôi chú trọng ở chỗ nghe nhớ để mà hiểu tu. Thì phẩm số 1 tức là cái phẩm song yếu. Song yếu chữ song nghĩa là hai, chữ yếu tức là cái cần thiết hay là những cái pháp yếu. Song yếu tức là cả hai nó đối lập với nhau một cách rõ ràng, tức là trong những cái lời thiết yếu của Phật dạy mà góp hai câu nó đối với nhau, như ác đối với thiện, xấu đối với tốt, vân vân, luôn luôn hai câu nó là đối với nhau như vậy, cho nên gọi là song yếu. Đây tôi đọc từng câu một rồi tôi sẽ giải thích cho quý vị nghe. Thành ra khi nghe quý vị chú ý từng câu một, vì mỗi một câu nó có chứa đựng ý nghĩa sâu xa trong đó. Nếu mà mình nghe không kỹ thì có thể sự thu thập nó không được nhiều. Một, trong các pháp tâm dẫn đầu, tâm là chủ, tâm tạo tác tất cả. Nếu đem tâm ô nhiễm tạo nghiệp, nói năng hoặc hành động, sự khổ sẽ theo nghiệp kéo đến, như bánh xe lăn theo chân con vật kéo xe. Đó là một câu. Thì quý vị thấy ở đây Đức Phật nói rằng trong các pháp tâm dẫn đầu, tâm là chủ, tâm tạo tác tất cả. Nếu đem tâm ô nhiễm tạo nghiệp, nói năng hoặc hành động, sự khổ sẽ theo nghiệp kéo đến, như bánh xe lăn theo chân con vật kéo xe. Tại sao Đức Phật nói tất cả pháp tâm là chủ? Thì ở chỗ này tôi nhắc lại, ở trong kinh A Hàm có một đoạn Đức Phật nói chuyện với những vị ngoại đạo. Có những người ngoại đạo họ chủ trương trong ba nghiệp, tức là thân, miệng và ý. Trong ba nghiệp thân, miệng, ý thì họ cho rằng nghiệp thân là nặng, là quan trọng. Còn ngược lại, nơi Đức Phật thì Ngài cho rằng nghiệp ý là quan trọng. Tại sao nghiệp ý quan trọng? Thì ở đây chúng ta thử xét lại tất cả hành động, như là nói hay là hoạt động bằng tay chân,
Thì quý vị thấy khi ta có nói ra một lời, một câu nào thì cái động cơ thúc đẩy chúng ta nói đó là cái gì? Cũng từ ý, vừa ý dấy lên, nghĩ lên, cho nên miệng nó phát ra nói. Thì như vậy cái nói ra lời đó là ở miệng, nhưng mà cái chủ động tức là ý. Như vậy cho nên cái hoạt động hiện có ra từ thân hay từ miệng đều chủ ở ý. Nếu ý mà không có dấy lên thì nơi miệng, nơi thân chúng ta làm gì có hoạt động. Cho nên ở đây Đức Phật Ngài mới nói tâm là chủ, tâm tạo tác tất cả. Đó là tâm, nó là chủ. Vì vậy cho nên người tu nơi thân, nơi miệng cũng là tu, nhưng mà chính cái tâm đó là cái chỗ mà mình cần phải lo trước hơn hết. Nên đây Đức Phật nói, nếu mà đem cái tâm ô nhiễm, tạo nghiệp, hoặc là nói năng, hoặc hành động, tức là cái dấy lên đầu tiên của mình đó là cái tâm. Mà nếu cái tâm dấy lên nó là ô nhiễm, thì tất nhiên nói năng, những lời xấu, hoạt động, là những hoạt động tội lỗi. Vì vậy cho nên nếu mà đem tâm ô nhiễm mà tạo nghiệp, hoặc là nói năng, hoặc hành động, thì cái nói năng và hành động đó, tức là gọi là tạo nghiệp, hay nói cái khác gọi là gây nhân. Đó. Gây nhân. Mà nếu là cái gây nhân đó là cái nhân xấu, cái nhân đen tối, cái nhân nhiễm ô, thì cái quả của nó cũng sẽ là cái quả xấu, cái quả đen tối, cái quả nhiễm ô. Cho nên nói rằng sự khổ sẽ theo nghiệp kéo đến, như bánh xe lăn theo chân con vật. Thì quý vị thấy con bò kéo xe hay là con ngựa kéo xe, thì cái chân con ngựa nó bước tới đâu thì cái bánh xe cũng lăn theo bén ở sau chứ không rời. Nếu mà đã là con vật kéo xe thì con vật đi đến đâu cái xe cũng đi đến đó. Thì cũng như vậy, nếu con người tạo nghiệp khổ, tức là nghiệp xấu xa, thì con người mình đến đâu thì cái nghiệp nó cũng theo bén gót đến đó, nó không rời nhau. Nghĩa là mình và nghiệp nó không rời nhau. Tôi ví dụ cũng như hiện tại có người làm nghề thầy giáo, tức gọi là cái nghề làm giáo viên hay là nghề giáo sư chẳng hạn. Rồi khi mà mình làm cái nghề chuyên dạy học đó thì gọi đó là cái nghề giáo hay là giáo chức. Thì những cái người bạn mà đồng làm nghề với mình đó thì gọi là gì? Gọi là bạn đồng nghiệp, phải không? Thành ra chữ nghiệp đó tức là đồng một nghề. Thì bây giờ người làm nghề giáo thì có người khác họ làm nghề khác, ví dụ như có người họ làm cái nghề sát sanh như làm heo làm bò chẳng hạn, thì đó cũng là một cái nghề. Ở khi mà cái nghề đó họ đã làm quen rồi, bây giờ nếu mà hai cái người, một người làm nghề giáo và một người làm nghề sát sanh, thì hai nghề đó cái nào cũng gọi là nghề hết. Nhưng bây giờ đây, hai nghề đó nếu mà xét về cái nghĩa thiện ác thì quý vị thấy cái nghề nào thiện, cái nghề nào ác. Tức là cái nghề giáo, tức là dạy người ta, dạy trẻ con biết chữ, biết nghĩa, biết lễ phép, biết điều hay lẽ phải, thì cái nghề đó gọi là thiện. Còn nếu mà cái nghề giết hại, tuy rằng mình cũng giết, mình để rồi bán cho người ta mua người ta ăn, nhưng mà chính khi mình làm đó đã là một việc làm đau khổ chúng sinh, cho nên cái nghề đó gọi là cái nghề ác. Thì như vậy cũng nghề mà có nghề lành, có cái nghề dữ. Thì như vậy, và ví dụ như cái ông làm thầy giáo và một cái ông làm nghề sát sanh đó, có một việc nào họ phải rời, có một hoàn cảnh bất thình lình khiến cho họ phải rời khỏi gia đình, khỏi xứ sở của họ. Và khi ra đi, hai người đó đều là hai bàn tay trắng. Họ đến một xứ khác để mà lập nghiệp. Mà khi ra đến xứ khác đó, họ cũng không có còn mang theo của cải, sự nghiệp gì cả, mà chỉ là hai bàn tay trắng. Thì quý vị thấy, nếu hai người cùng có hai cái nghề sẵn trong mình, khi mà họ đi đến chỗ khác, thì sự nghiệp của cải của họ hiện có ở xứ kia họ không mang theo được, nhưng bây giờ đến xứ khác hai cái nghề của họ có mang theo được hay không? Tuy rằng sự nghiệp của cải thì họ
không thể mang được, nhưng mà hai cái nghề của hai người đó không ai lấy được hết, cứ phải không? Nghĩa là họ tới đâu thì cái nghề họ theo tới đó. Vì vậy cho nên tới một chỗ khác, khi họ muốn lập nghiệp lại, thì ông thầy giáo cũng có thể đem cái khả năng mình để lập nghiệp bằng cách dạy học. Còn ông chuyên nghề sát sanh thì họ cũng có thể đem nghề của họ lập nghiệp bằng cách sát sanh. Thì như vậy để thấy rằng tuy rằng nói là họ đi tay không, nhưng mà sự thực không phải là tay không. Vì sao? Vì họ đang mang cái nghề của họ ở trong mình, mà ai thấy được? Không ai thấy được cái nghề đó, chỉ có người đó tự biết. Thì cũng như vậy, tôi ví dụ đó để phối lại. Cũng như khi chúng ta tắt thở, ai cũng tin rằng mình tắt thở là phổi phổi sạch hết, mình đi tay không, ra đi bằng cách tay không. Ai cũng tưởng tượng như vậy, mà đâu ngờ chính mình ra đi bằng một sự nghiệp, sự nghiệp mà mình đã tạo hoặc là lành hoặc là dữ. Thì cái sự nghiệp đó theo sát bên cạnh mình, cũng như ở đây Đức Phật nói cái bánh xe lăn theo con vật đó. Nếu là cái sự nghiệp thiện thì lúc đó mình ra đi với một cảnh vinh quang vui thú, còn nếu là một sự nghiệp ác thì ra đi với một cảnh đen tối xấu xa, mà trong kinh thường nói là trong địa ngục ngạ quỷ súc sinh. Vì vậy cho nên người thế gian họ không hiểu đạo lý, thì họ tưởng rằng khi mình chết là phủi tay đi được cách thảnh thơi, chứ con ngờ đâu chính ngày đó là ngày mình đi với những cái gì mà trong lúc mình sống mình đã tạo. Vì vậy cho nên ở đây Đức Phật ngài muốn chỉ cho mình thấy rõ ràng rằng khi mình ra đi đó không phải ra đi tay không, mà chính ra đi với những cái nghiệp gì mình đã tạo. Mà nghiệp là gì? Tức là những cái hành động hàng ngày của mình đó. Nếu là hành động thiện, hành động ác. Nếu hành động thiện thì ra đi rồi thì cái thiện đó nó cũng theo mình. Nếu hành động ác thì ra đi rồi cái ác nó cũng theo mình. Cũng như con Phật kéo xe. Thì quý vị thấy chính một bài kinh ngắn tiếng như thế này, chúng ta cũng đủ thức tỉnh trong cuộc sống hiện tại để mà chọn lấy một cái nghiệp mà sống. Chứ còn không đợi gì Đức Phật phải nói nhiều bao nhiêu đây, mà chúng ta hiểu tu á thì cũng có thể đã tạo thành bao nhiêu cái tốt đẹp rồi. Đó, thì như vậy cái câu thứ nhất này là Đức Phật nói về cái chiều xấu, tức là đem cái tâm ô nhiễm tạo nghiệp. Mà tâm ô nhiễm tạo nghiệp tức là tạo nghiệp khổ đau. Cho nên khi kết quả thì cái kết quả cũng là kết quả khổ đau. Bởi vì nhân không rời quả, chẳng khác nào như con vật kéo xe. Chân con vật bước đến đâu thì chiếc xe, bánh xe lăn theo đến đó. Bây giờ một trường hợp thứ hai là ngược lại, tức là qua câu thứ hai. Trong các pháp tâm dẫn đầu, tâm là chủ, tâm tạo tác tất cả. Nếu đem tâm thanh tịnh tạo nghiệp, nói năng hoặc hành động, sự an vui sẽ theo nghiệp kéo đến như bóng theo hình. Đó. Thì như vậy cái câu trên chúng tôi giảng kỹ thì qua câu dưới quý vị thấy dễ hiểu quá, thấy không? Đó là như vậy, ở trên chúng ta khởi cái tâm ô nhiễm tạo nghiệp xấu xa thì rồi phải chịu cái quả xấu xa. Cũng như con bò kéo xe, chân con bò đến đâu thì cái xe bánh xe lăn đến đó. Đến câu thứ hai, nếu ngược lại chúng ta đem tâm thanh tịnh tạo nghiệp, thì tâm thanh tịnh tạo nghiệp thì gọi là nghiệp gì? Là nghiệp lành hay nghiệp thiện? Mà đã nghiệp lành nghiệp thiện cho nên sự an vui, tức là cái kết quả sẽ theo đó, sẽ theo cái nghiệp đó mà đẩy tới, chẳng khác nào như bóng theo hình. Thì như vậy cái người mà đã tạo nghiệp thiện, người đã tạo nghiệp thiện thì họ đi đến đâu đều có cái thiện đến đó với họ, không lo mất mát chút nào hết. Thì như vậy qua hai câu này quý vị thấy rõ hai phần bên tối bên thì sáng, hay là bên thiện bên ác. Thì như vậy nơi mình tạo nghiệp gì thì rồi cái quả ấy nó sẽ theo với mình, không bao giờ mất, như bóng với hình. Có người nào trong kinh thường nói những kẻ ngu dốt nhiều khi sợ bóng, muốn cho bóng không hiện thì họ cứ chạy mãi mà nắng. Thì thưa quý vị, nếu sợ bóng mà chạy mãi mãi mà nắng, bóng có mất hay không? Chắc không bao giờ mất bóng. Nếu mà càng chạy đến đâu thì bóng cũng càng đuổi theo đến đó.
càng chạy thì bóng càng đuổi chứ không bao giờ mất. Thì cũng như vậy, những chúng sinh, những con người, họ không muốn thấy những cái nghiệp khổ đến với họ, mà họ cứ tạo những cái điều xấu xa, rồi họ cố tránh những nghiệp khổ, thì họ chỉ có thể được hay không. Cũng như tôi nói, gần nhất là trong Phật giáo của mình, có nhiều người Phật tử, họ chỉ biết quy y, thọ giới, rồi họ cho họ là một người Phật tử, mỗi tháng đi chùa một vài lần để cúng kính. Như vậy, rồi ngoài những cái buổi đi chùa, ra về nhà, những cái nghiệp dữ cứ làm, những cái ngôn ngữ, hành động xấu cứ nói và cứ tạo, mà người đó muốn không bao giờ thấy cái quả khổ, thì như vậy được không? Chắc hẳn là không được. Vì sao vậy? Vì cái nghiệp, tức là những cái hành động, những cái nói năng đó, những hành động nói năng đó, nó quen rồi, trở thành ra cái nghiệp. Cái nghiệp đó nó sẽ tùy theo cái việc tạo của mình tốt xấu mà nó đến. Chứ đừng tưởng rằng mình tạo đó rồi có thể đi cúng chùa hay để làm gì cái nó hết. Không phải vậy. Mà muốn hết thì phải sao? Tức là phải chuyển cái nghiệp xấu thành nghiệp tốt thì tất nhiên nó hết. Thì như vậy, trong hai câu này tôi rút gọn lại một chút nữa, tức là Phật muốn chỉ chúng ta thấy rằng tất cả nghiệp lành, nghiệp dữ khởi điểm từ nơi tâm, phải không? Từ nơi tâm của mình, tâm nghĩ lành, tâm nghĩ dữ, cái đó đó nó mới tạo thành nghiệp lành, nghiệp dữ. Thì nếu người biết tu á, họ không dội gì phải tu nơi tâm, thì phải tìm cách nào, làm sao để làm cho bất khổ, thì như vậy nó sẽ tạo thành cái nghiệp lành. Còn nếu mình thấy người đó có tiền có của, mình liền dòm dõi, mình muốn cướp giật, vừa nghĩ dòm dõi cướp giật là đó là cái tội lỗi đó, cái đó phải cấm, không cho nghĩ nữa, thì mình chặn ngay nơi đó, thì tức là mình biết tu. Thì như vậy cái tu đó mới gọi là thịt tu, tu ngay cái gốc. Chứ còn nếu mà mình cứ đừng ăn trộm, đừng ăn cướp thôi, còn nó nghĩ xấu nghĩ sai cho nó nghĩ, thì nếu nó dám nghĩ thì có ngày nào đó mình gặp cái việc mà nó mạnh quá, nó nghĩ mạnh quá, nó thắng mình à, thì mình phải bị nó lôi đi. Cho nên đối với Phật giáo, người với tu là nhắm ngay nơi tâm niệm, tâm niệm là chủ, cho nên phải ngay nơi tâm niệm mà tu. Thì như vậy đó là chúng ta biết tu tận gốc. Còn nếu chúng ta không như vậy thì chúng ta chỉ tu ngoài ngọn ngành, mà ngọn ngành thì cái lợi ích nó rất là không có được nhiều. Đó là chúng tôi đã giảng xong hai câu.